xin chào cả nhà thân mến, Thúy Nga đang ở tại sân bay Sân Tân Nhất quý vị. Hôm nay là một ngày vừa mới về Việt Nam, là ngày hôm sau là phải đi Huế rồi. Thì mọi người biết rồi đó, ném em quên quay clip. May là trợ lý nhắc của cô mình không có làm clip gì trơn hả? Có chứ con, quên, lu bu quá quên quý vị ơi. Bây giờ là em đang đi Huế quý vị. Đợt vừa rồi em bận bật Huế rồi một số sản phẩm Huế nhiều quá nên quyết định đợt này em về. Em ra Huế em đi gặp bà con, cô bác, họ hàng của em. Rồi em sẵn em đi làm một số cái chương trình thiện nguyện của em quý vị ơi. Và bây giờ là thôi mình vô đi trễ giờ rồi. Ủa mà hôm nay có đúng đây là ngày bay không con? Hay là có đúng là mình bay Huế không? Hay là mình bay Kon Tum lên thăm Sukulat vậy? Mình bay Huế con chắc rồi. Huế đúng không? Chắc đúng không? Chắc nhớ rồi nha. Chắc nhớ rồi. Là nó nói là không phải đi Huế là giờ là chết. Đây mọi người ơi, đây là sân bay nha, đây là cái sân bay. Nói cho có câu văn chứ cũng biết nói cái gì đúng luôn. Trời ơi, biết cái văn chứ. Việt Kiều về mà nó cục văn dữ lắm quý vị. Tiếng Anh không biết cho tiếng Việt cũng quên mẹ hết luôn rồi. Cô đi máy bay bao nhiêu lần mà cô không xác định được phương hướng cô? Trời ơi thiệt tình luôn á. Bây giờ thì không có lộn ngày mà đi check in lộn chỗ quý vị, thiệt tình á. Nó không đời em mà đi bay nó không có chữ lộn, nó phải tôi sao trời. Là người ta bỏ đúng luôn á. Người ta bỏ đúng không? Đúng là mình rẽ tay trái thì tới cô rẽ tay phải cô đi vòng vòng luôn. Ủa chị đưa em đi đâu đi đó chứ em đi đâu. Trời ơi đã quên quay clip rồi còn đi lộn hãng nữa. Thông cảm em Việt Kiều vậy em không biết gì hết trơn chị ơi. Lạnh lắm nè, cái gì giờ đi ra lại nha. Nói chung em cái nó em trong cái cung bậc mà có cái con cái sao chiếu vô là cái sao lộn xộn quý vị, lộn xộn sao nào, lộn ngày lộn tháng. Bây giờ lộn cái địa điểm check in luôn. Cái còn kịp không? Bây giờ vô cổng nào? Đi tới nữa coi cho đỏ nó. Đúng rồi. Trời ơi, tôi không biết cái vali chứa cái giống gì ở trong mà nó nặng dữ vậy. Cũng thuốc men đồ thôi mà sao mà nó nặng dữ vậy trời. Rất là vui hôm nay là chúng tôi đã đi đúng nơi quý vị, là đi Huế nha, mà đúng giờ luôn. Tại vì hồi đêm qua là 10 giờ Nga ngủ rồi, sáng nay là 3 giờ Nga đã dậy rồi. Thay vì là 6 giờ mới đi ra sân bay thì là 3 giờ Nga đã dậy ra soạn hành lý rồi quý vị. Có nghĩa là báo hiệu cho cái triệu chứng gọi là vừa lớn tuổi mà vừa bị giờ nó chưa có quen đó. Bây giờ là ra để nghỉ cho quý vị ba có mà nghỉ chờ chào đón em nha. Rồi hai cái vali mình đâu rồi Sương? Ký gửi rồi cô. Trời ơi nặng vậy trời. Trời ơi tự nhiên cái sự nhớ. Ủa cái vali mình đâu rồi? Tưởng quăng đâu không à? Luggage in the overhead lockers or under the seat in front of you. Whenever the seatbelt sign is on, you must return to your seat and fasten your seatbelt. Đây là mã dưỡng khí. This is your oxygen mask. Trong trường hợp khách sốt, mặt nạ dưỡng khí sẽ tự động rơi xuống từ hộc phía bên trên ghế ngồi của quý khách và từ trên trần trong phòng vệ sinh. Quý khách lưu ý gỡ bỏ khẩu trang trước khi sử dụng mặt nạ dưỡng khí. In case of decompression, it will be automatically dropped down from the passenger's dress indent above your head and from the ceiling of the lavatory. Passengers are requested to remove medical masks if worn before using oxygen masks.
quy cách kiểu mẹ à, bây giờ Cặp Mề ơi, con bay ra Huế Cặp Mề. Cặp Mề giờ đó con nghe, con ra Huế rồi. Để lịch trình đó thì đi làm thiền nguyện, nhưng mà để lịch trình mà lên kế hoạch ăn uống là nhiều lắm. Ăn bánh bèo, bánh nằm bài đỏ nè, ăn bò Huế nè, ăn cơm hẻ nè, rồi ăn bánh cánh, bánh lọc nè, ăn chè thịt heo quấy nè. Rồi bây giờ là đi chợ đêm, đi đầu tuần không biết có chợ đêm hay không, nhưng mà bằng đường đi quý vị ơi, nấu quả về Huế rồi, Huế mông Huế Huế ngõ nữa. Trong trường hợp phải hạ cánh khẩn cấp trên nước, quý khách lấy áo và chơi giờ không ở Huế người ta hiền lắm quý vị. Đó là bài thơ vui vui của em thôi. Clip on the wristband and quý khách làm phần áo phao. Ngoài ra, trên áo phao còn có một đèn và còi để thu hút sự chú ý trong trường hợp cứu nạn. Tới Huế rồi, tới Huế rồi quý vị ơi, tới Huế rồi, hạ cánh rồi, hạ cánh rồi bà con ơi, Cặp Mề ơi, con tới Huế rồi Cặp Mề ơi. Đây sân bay Phú Bài nha bà con. Dạ, tiền ăn lên.
bảy chú cố sẵn là mình đưa tiền thôi, bỏ chú đâu xe thì xe lên đó đời. Mình đi đâu chị? Phụ bài hả? Tố hủ, tố hủ, tố hủ gì á? Rồi. Lộn nè, đáng thấy đi chưa phụ bài đó rồi nó liêu. Nhại biên huyện, nhại không? Nhại chứ, quê cái tên cái chó ở đây mới. Ba, mấy thằng ngồi ở đây. Đi đâu? Là ở Việt Nam có mỗi tỉnh thành là có một căn hộ siêu đẹp đấy. Đúng không? Sài Gòn, Nha Trang. Đâu coi gì đâu, anh đâu coi gì đâu. Con thì chí, anh con quả trời Vĩnh Thừa mì nữa chí. Thôi. Đây là Thứ Nha mang sách quý vị. Đây là sách sách của anh Thành viết quý vị. Đây là Tâm Linh Gia Tiên, Chìa Khóa Hạnh Phúc. Mỗi người nghệ sĩ nhiệm vụ là rất là cao cả nha. Mỗi người vali phải sách 8 cuốn sách này về muốn xỉu luôn vậy đó. Về là anh Thành sẽ đưa cho mọi người đọc, rất là hay, anh viết rất là hay. Và đây là dầu để ngày mai tụi Nga đi làm từ thiện và đi thăm những người già ở Huế cái gì. Nãy giờ em cứ tưởng là anh chị ở khách sạn không, đâu có biết ở đây là nhà căn hộ. Không, đi đi dụng khách sạn vậy đó. Thì đó, thì em đâu có biết đâu. Em cũng giống như là từ trên trời rớt xuống, không biết gì cả. Ai đồ thì nha. Dạ. Đây, ở đây rồi. Đây ở Mỹ quen rồi. Trời ơi, có để chữ Lâm Thành Ngọc Lan đây là rồi. Gì? Trời ơi, lấy sưởng quả Việt Nam mà mồi mồi vô miên ở một cái hồ lớn như rửa sưởng quả trời ơi. Nó chân bay luôn. Nó đi Huế, nó đi Huế, nó ghi em đi Huế, em bay Hà Nội, em có thấy không? Để em ghi em chồng chơi mà, em đi Huế mà. Ủa chị, ban từ Mỹ về hết gì đó hả? Ừ. Trời ơi, Nha Trang cũng một loạt. Nha Trang, Sài Gòn. Trời ơi, nhà nào cũng chưng. Đấy. Ừ. Vậy là bây giờ em đi về khách sạn ha. Ừ, dầu đấy hả? Dạ dầu. Rồi em tưởng mang thiếu không chị? Cuối cùng hơn qua em mang đù. Đù. Em đù. Chị chị vẽ luôn hả? Không, cái đó chị đặt đó. À, chị đặt đó hả? Em tưởng em còn mấy cái quạt đó làm cho mình hồi mùa đợt cái chứ. Đẹp quá. Ừ. Đó, dầu này tốt không chị? Ngon đó, dạ, ngon. Trời ơi. Thưa cả nhà ơi, hôm nay thì Nga về tới Huế thì trước tiên là tới nhà anh Thành chị Lan ở Mỹ. Anh Thành chị Lan là trưởng hội tâm linh nghệ sĩ quý vị. Những cái đồ trang trí trong nhà này đem từ Mỹ về đó nên là không có giống nhà nào ở Việt Nam hết. Đó, anh Thành anh sưu tầm những cái này mà giả bộ rớt khỏi chắc chắc chết, chắc anh thì không chết luôn á. Ủa anh, cái chuông này là ý nghĩa là cái gì vậy anh? Không, đây là một cái bộ sưu tập của loài cạc loài chim. À, đây em xin một hình là một con chim khác nhau đó. Mà hay nha, nó có cái tiếng kêu trong này nè mọi người. Này. Nhưng mà cái này là của Mỹ, anh? Không, cái này là của đây này. Là của Germany, West Germany, Tây Đức. À, cái này của Tây Đức mà ừ. Mình lại mua ở Mỹ à. Sao sưu tập được hay vậy? Hay là anh mua Đức? Không thì anh mua anh gặp vì anh mua đó thôi. Nhưng mà anh mua nó giống như nó vô concept luôn nè, nguyên từ một bộ đó. Mà sao anh mang từng món này về hay thiệt ha. Đôi lúc nhà em ở Việt Nam mà em mua này kia đem về là em phục em lắm, mà em nhìn đồ anh chị em cũng sợ luôn. Đây là hội tâm linh nghệ sĩ quý vị. Đó, chị Nga đó đây. Cách đây mấy năm nè. Có đây cái đợt này có Thứ Nga nha. Nhà không biết Thứ Nga nằm không ở đâu có. Đây. Biết nãy giờ không có. Không có hả? Thường là những cái khoảnh khắc chụp hình tập thể này là Nga hay bận đi đâu lắm. Đúng rồi. Nga không bao giờ chụp hình chung mọi người. Này có Jennifer Phạm Hoa hậu nè, thì là cũng giống cô Thứ Nga, thì đây là hình cô Thứ Nga nha. Đợt này có bàn tán Cam Thơ về nè. Hình như cái năm này em không về. Năm này em có về không ta? 2018 hình như không. Năm nào có em hết. Không, 2018.
em không nhớ nữa, nói chung không nhớ. Đây là chị Lan đang bỏ dầu vô trong từng phần quà cho đó. Những người già. Dầu này là Thúy Nga mang về giúp mua được, mua tầng là còn mang về nữa. Cho mấy cụ. Rồi Nga cũng gửi một số tiền để cho chị Lan làm cái chương trình thiện nguyện ngày mai nha quý vị, là đi cho những người già ở đây và những trẻ em mồ côi hả anh chị hả? Đúng rồi. Rồi đây chúng ta sẽ khám phá từng phòng của nhà anh Thành chị Lan nha. Ủa chị đề co sơn lại hả? Chị Lâm lo phòng lắm. Phòng vệ chị Lan. Phòng vệ của chị á. Thì đó. Em vô cái tranh không là em thấy nghi nghi rồi. Đây là phòng vệ ở đây. Chị Lan chị rất là mê vẽ như cái gì. Đó chị tự vẽ nè. Chị mê vẽ dữ lắm. Tối ngày chị vẽ tranh. Rồi chị đề co lại cái phòng. Rất là màu sắc nha. Vô đây là cảm thấy rất là hừng hực. Đây, đây là những cái này là ở Mỹ đem về đó bà con. Ở Mỹ. Mỹ nhưng mà cái này là của Mỹ đúng không anh? Không, cái này của Châu Phi. Châu Phi ha. Châu Phi nhưng mà không phải qua Châu Phi bên chỗ Quang Linh Vlog luôn quý vị mà là mua ở tại Mỹ. Ủa cái phòng này phòng gì nữa anh? Phòng này phòng ở. À phòng ở hả? Trời ơi, ta nói phòng nào phòng đó như cái khách sạn vậy quý vị. Xanh xanh đỏ đỏ. Ồ, có xe đạp đôi nữa anh. Ờ, xe đạp đôi của anh chị đó. Rồi mỗi lần cứ về đây là hai vợ chồng đạp xe vậy đó hả? Ờ. Cưng quá hả? Dễ thương, dễ sợ. Rồi cái mình đi về Việt Nam là coi như là có người thích khe nhà cho mình hả anh chị ha? Ờ, cũng đi thích khe. Dạ. Ủa chị Lan, rồi chị về đây chị thuê người sơn vài phòng hay chị tự sơn cũng vậy? Tự sơn hết, mình tự sơn hết. Em nhìn em nghi nghi mình tự sơn luôn rồi đó. Tự sơn nhưng mà thuê người mình sơn. Sao em chị tròn mòn rồi họ sơn. À vậy hả? Ồ đây có cái bếp nữa chị. Đây là một cái khu căn hộ cao cấp ở Huế nhưng mà bà con. Bếp này hơi nhỏ. À cái bếp nhỏ xíu à. Bếp nhỏ xíu mà cũng ok rồi hai vợ chồng. Tao ăn gì đâu có nói nhiều. Đây là phòng máy giặt là quý vị. Máy giặt máy sấy. Một cái căn hộ như vậy ở Huế họ bán khoảng nhiêu anh? Trong đây là một cái toilet này. Anh chị mua cái này trong 20 ngàn đô. Trong 20 ngàn đô là 100 ngàn với 20 ngàn interior design. À, 120 là khoảng nhiêu sư? 2 tỷ mấy nha. Khoảng 2 tỷ mấy? Khoảng 2 tỷ rưỡi. Ủa, sao rẻ vậy? Tùy 100 ngàn là 2 là 2 tỷ tư rồi. Ồ, rẻ ha. Mua cái đây 6 năm thôi. Ồ, chứ giờ làm gì có giá này. Giờ này gấp đôi gấp ba. Giờ này nhiều hơn á. Đây mọi người, trước chị mua trước căn hộ rất là mới tại vì không ai ở. Đẹp quá ha. Đẹp mà rẻ nữa. Trời ơi, coi như anh Thành ảnh cũng rất là nhiệt tình quý vị, coi như là ảnh cho mình đi hết tham quan hết luôn căn nhà, cả căn hộ của ảnh luôn. Wow, căn hộ của anh chị này đây. Đây là một cái phòng rất là màu sắc nha bà con. Đó người vẽ, người vẽ thì bỏ xe đi. Mới vô em tưởng phòng của chị Ngọc Quyền, tại chị Ngọc Quyền mê màu tím nhiều lắm. Nhưng mà thực ra là của anh Thành chị Lan quý vị. Ủa sao trong phòng này tới 2 TV là sao anh? À TV này bị hư rồi. Mới hư hôm qua mới dám thử TV kia. Dạ, anh đánh mời vợ còn 2 bên thôi bị hư rồi. Ủa sao kỳ vậy? Nó bị sao? Vậy hả? Nó bị đau mình đi sửa đấy. Dạ. Ồ. Bây giờ là Thúy Nga đến Huế rồi. Bây giờ là Thúy Nga sẽ tạm biệt anh Thành chị Lan để mà đi về khách sạn quý vị. Và chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình đi khám phá Huế. Ngày hôm nay là mọi người được tự do. Ngày mai là chúng ta sẽ gặp được rất là nhiều nghệ sĩ ở tại Huế nha. Gặp những ai thì bí mật sẽ được tiết lộ sau. Đúng rồi. Dạ. Rồi bây giờ em xin phép em đi nha. Ừ rồi. Dạ, dạ. Bây giờ là có khách sạn nữa, có xe thăm nữa. Dạ dạ. Có xe em chở. Rồi chị là em. Anh đưa Thúy Nga ra còn anh. Phương chưa? Rồi em nhắn rồi. Em nhắn chuyện cho Thúy Nga. Phương thôi cũng Phương. Cả nhà ơi, Nga vừa tới Huế, vô khách sạn check in rồi, bây giờ là buổi trưa Huế nha quý vị. Thì bây giờ là đói rồi, tình hình là liệt kê danh sách đi ăn. Trời ơi, ta nói là ra tới đây, tới Huế mà không ăn là phỉ lắm quý vị. Bây giờ là bên cạnh Nga là có Phương. Phương là thổ địa ở tại Huế và Phương ở trong nhóm hội tâm linh ở tại Việt Nam nha quý vị. Sẽ đưa Thúy Nga và bé trợ lý đi ăn bánh bèo bánh nằm hả quý vị.
bà đỏ phải không? Dạ. Đó, ở đây là những cái gì mà đặc trưng ăn uống mà nói chung nha, người Trung mà nghe thích ăn đồ miền Trung lắm quý vị. Bay ra đây mà cái cảm giác giống như bay về Nha Trang vậy, cứ hồi hộp, háo hức, hừng hực cái cảnh chuẩn bị đã đi ăn á mọi người. Sáng không dám ăn gì nhưng mà vẫn lén lén gặm một ổ bánh mì trên máy bay nha. Cũng may đó, giấc này là 12 giờ trưa rồi, bây giờ mình bắt đầu mới đi ăn nha em bà con. Bây giờ là Nga sẽ review sơ cho mọi người xem là ở Huế có gì thay đổi không nha. Chúng ta đi xe qua cái cầu Tràng Tiền nhưng mà không có xe hơi, giờ nghe nó không chạy vô đó được nữa bà con. Cái cầu đó nó cũng nhỏ mà. Ngày xưa Nga ra Huế Nga diễn ở đâu cũng khúc khúc chỗ này nè. Hình như cái chợ Đông Ba cũng đâu đây luôn rồi phải không? Ở Huế thì cái gì cũng nhỏ xíu vậy bà con, nên đi đâu cũng gần hết. Em mới lướt qua cái rạp ngày xưa em diễn quý vị, bao nhiêu năm qua hoành lại cái rạp vẫn cũ kỹ gì đó, không có sửa gì. Cái này là ngay chợ Đông Ba rồi đó phải không? Mình vừa định Huệ, mình phải định bà đỏ. Ủa bà đỏ bây giờ xây hoành tráng quá ha. Ngày xưa bà đỏ là quán nhỏ 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 đó. Rồi bà đỏ bán bánh bèo bao nhiêu năm mà bây giờ có một cơ ngơi hoành tráng quá quý vị. Chữ ta phải chữ bà đỏ. Phong thủy em rất hợp với cái chữ vi màu đỏ quý vị, nên là tới Huế mình phải xe màu vàng. À, và màu vàng rồi. Nên hôm nay mình đi trên chiếc xe màu vàng và mình tới quán bà đỏ. Bà đỏ thì sau những năm mà gian khổ buôn ba buôn bản thì bây giờ bà đỏ có một cơ ngơi rất là to lớn. Bảnh đèo, bảnh lầm, bảnh lọc, bảnh khoải, ram ít gà, tôm, nem, lùi, bún bò hết. Mình ăn đây xong cái xương là lịch trình mình đi ăn cơm hến nữa. Mình ăn bún bò Huế nữa. Lịch kính luôn, lịch kính mít ăn ở đây tới khuya. Nhà mình chỉ được ăn ngày hôm nay thôi chứ còn ngày mai bắt đầu mình đi làm việc rồi. Nhưng mà chiều mình ăn chè luôn đúng không? Tối mình đi ăn chè. Mọi người sao? À, không không nha. Chị Nguyễn nha. Dạ dạ. Đấy mua cho mấy cái mạt. Dạ dạ. Đang đói bụng quá bị chú lưỡi quá vậy. Đói bụng quá. Rồi một à. Rồi. Cho cái bánh bèo đi. Bánh bèo. Bánh lọc. Bánh lọc. Ram ít chi mang ra hết đi đi. Thử mua thử một dĩa ơi. Dạ, mua thử một dĩa mang ra hết cho con. Mình nói mình ngừng phải không? Dạ, cho tất cả mọi thứ nha. Người Huế họ chán tiếng Huế quý vị, nên họ muốn là tiếng Nga nói tiếng Nam. Đôi lúc em về đây em nói tiếng Huế không có ra đó, nên là bị người ta bắt nói tiếng thường đó quý vị. Trong đi hả? Đây là cô hấp nặng. Đi tiếng Nga là bú loài. Chị hả? Trời ơi, em đâu có biết anh Quảng tới sẵn đâu. Sẵn chưa rồi. Ôi, vậy là bây giờ phải nói bên kia, người ta không biết, người ta không ra cho em kìa. À không, tiếng Nga rồi. Đây mọi người nha, vừa tới Huế bà đỏ. Nó nãy tưởng là chưa có ai á nha, đặt cái bàn mà kia cũng kêu đồ ăn hết. Cancel mấy kem nha. Giờ vô đây hết rồi đó. Điều gà rất dán bén quá vậy. Em ơi, đến với anh Hành Thị Lan đi ăn bánh Hành Thị Lan. Nghe nói là có cụ già nhà. Mà đợt này có mình đi chơi là có bánh bèo bà đò. Tôi ăn luôn nha anh ơi. Đây là bánh bèo nhưng mà có ba loại mắm, mình ăn mắm nào anh chị em quên rồi. Mắm này phải mắm nhĩ không? Mắm ngon.
cái này là bánh bèo ấy. Ông em ăn tay dữ lắm. Giờ mời anh chị ăn đi, cho em đó xuống mới được luôn. Em tới từ sáng sớm giờ đó chứ. Em bay chuyến sớm nhất mà. Để là chặt đến nhà tôm đâu. Nhà tôm là cái gì? Nhà tôm nè. Bánh ram ít nè. Bà đỏ nè. Ủa rồi cái bà chủ quán bà đỏ đâu? Bà có ngồi trong đó không? À ba đi rồi, chị gọi đây. Con ba này ba đỏ hay ba đen? Ba đen, con ba đen. Dạ dạ. Mà đỏ là cái tôm thôi. Còn đây là em của mà đỏ. Chạm nồi, chạm nồi, chạm nồi bà đỏ. Vậy đây là chạm nồi bà đỏ, bà đen. Bây giờ chúng ta ăn thôi quý vị. Review cho mọi người biết. Dạ, 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 dạ. Anh quả không ăn cay à? Anh người Huế mà cũng ăn cay chứ tê dữ lắm. Không, người Huế là ăn cay dữ lắm mà ta. Nhưng mà chị Sứ nghe nói người ta không ăn cay được là người ta không biết ghen. Không biết phải gì không? Em nói đại phải không chị? Chị có tập yoga cho anh chụp hình mỗi ngày mỏi mệt là anh đâu có thời gian đi đâu nữa đâu. Anh chị ha. Còn giờ tập hình tập gì? Nhưng mà anh có tập không? Bây giờ là anh chỉ lo cho mình cho chị thôi đúng không? Ôi, mình đẹp sắc luôn. Dạ dạ, chị. Chị ở Sài Gòn á. Ở Bình Định ra hả? Triều đình Huế lắm. Tết vừa rồi em cũng làm một số mứt mỡ Huế làm. Khán giả bên Mỹ họ ăn họ thích lắm. Làm mà không rất là natural, organic. Không có đường. Không thì bên này đánh hàng qua thì có bên hãng xưởng bên này họ làm cho mình. Anh Quảng, nghe đồ anh đi học nấu ăn rồi, bữa nào anh nấu ăn món gì anh review để em lên đơn review nè. Quyền nghe đồ dạo này là anh nấu ăn cho mỗi ngày. Đặc sản luôn. Năm gì là anh về đây cùng đậu chấm năm gì là anh. Ở đơn rồi, ở đơn rồi, năm đơn rồi. Rồi. Năm gì là anh chị nội là anh Thanh là chị Lan bay, mỗi lần chị Lan bình rất cổ bởi vì anh Thanh chẳng hạn như cả mà còn nội mọi gì là đủ hết tất cả gia vị đánh giá cũng hết bỏ vô hết luôn. Anh Thanh có biết vô bếp đâu, anh Thanh anh là bây giờ cổ Lan cũng được bay dễ nhất cũng được cho nên bỏ tay rồi không được đón anh Thanh là anh Thanh chờ ra bếp hạnh giang mình ngồi nó sống hạnh hạnh biết nấu ăn thiệt tình là chị Lan làm hết. Ngày xưa nó ăn toàn nấu mà tự nhiên giờ tự nhiên tới lớn tuổi cái chợ trứng anh á chợ trứng ngoan đáng nhiên luôn rồi. Nhưng mà anh là nhiều ăn nên khi bao giờ món mình có xà ăn mình xài rất vui đi về ăn thì đi tới bên tàu luôn để chấm nước nhưng mà để bây giờ để chưa thì anh lại thích nấu ăn hơn chất lượng nhưng mà chưa bao giờ có chuyện lên được như vậy. Thì đầu tiên thì bỏ tay, cái bao nhiêu người ta cũng nhận được, không biết cơm gì. Nhưng mà nó được không chị? Ngon
đầu mình vai ba, người ta đụng con mình từ đầu nó mình từ kéo ủi mình á, nó khi nào không còn rồi mà đụng vai là nó còn ngó như được. Tôi sẽ đi vô cái anh phải tấn đầu không mà nó đi về ẩm thực người Huế họ nấu công phu lắm, họ nấu kỹ lắm nha mày lắm, còn kỹ cho nó chính xác là rất là cầu kỳ nha. Bánh bèo mỏng mà ngon quá chị. Siêu ngon luôn. Chị ăn nữa đi chị. Để dính đi ta. Mà siêu ngon luôn rồi. Ăn cũng là đúng ngon rồi. Nem lụi ở đây không xa. Trời ơi, một cái nem lụi là một cọng xả luôn nha. Con nhà mà rất là tinh tế. Mà cho không có nhiều nha bà con. Một phần có chút xíu vậy đó. Một phần có xíu gì nó khoảng bao nhiêu tiền vậy? Mười, năm chục nha. Năm cây á, là có mỗi cây 10 tiền. Cũng rẻ. Đây cả nhà ơi, chúng ta đã đến Huế và đã thưởng thức món bánh bèo của bà Đỏ. Cảm ơn anh Quảng, chị Huyền mời trả tiền mà chưa kịp trả là anh chị đã trả trước rồi quý vị ơi. Thôi, một chỗ Sài Gòn. Dạ. Quá mì đi. À, quá mì luôn. Quá mì luôn ấy. Chứ là em ở mì nhiều. Lâu quá anh chị đâu qua bển đâu. Đi qua bển chơi. Bây giờ tụi em đi chơi đi ăn. Sài Gòn mình vậy thôi. Dạ dạ. Ủa, cái nhà Sài Gòn chị tới không? Có được, có đúng rồi anh chị. Sài Gòn có chơi điện không ạ? Dạ, đâu có mẹ với em trai mở mà. Chúng ta sẽ đi về nhà khách sạn nghỉ ngơi và chiều Thúy Nga sẽ đưa mọi người đi khám phá những cái cảnh ở Huế nữa nha. Thôi bây giờ bye bye, tạm biệt cả nhà nha. Bye bye. Này cả nhà ơi, trên đường về thì Thúy Nga đang đi vô trong khu của vua ở ngày xưa đó mọi người. Người ta gọi là triều đình Huế đó quý vị. Em đang vô đài nội đi quý vị. Nơi đi kịp trước chắc em không ở trong đi nè quý vị. Họ khách du lịch rất là đông nha. Thôi mình chạy một vòng thôi. Mình chạy một vòng khu đài nội để cho mọi người biết là ở đây rất là đẹp. Đây vẫn còn thuê xích lô chạy ha. Hình như chắc chỉ ở Huế người ta còn xài xích lô nhiều. Chứ Sài Gòn có xài không Sương? Còn khu phố Tây mới có chở Tây thôi rồi chứ không ít chở gì hết. Ở đây có bốn hướng cổng phải không? Dạ đúng rồi. Ừ, nhớ vậy. Ngày xưa vô đây hay bị nhà thiết kế Nguyễn Việt Hùng bắt làm người mẫu áo dài chụp hình không mà cũng mệt xỉu luôn đó mọi người. Vừa nghe nói chỉ chụp hình là thấy sợ rồi đó. Tưởng mình đang đi Hà Nội vậy. Cái quán cà phê này đợt trước mình ngồi trong này nhớ không? Ngồi trong này là chụp hình kia thì chỉ mới chạy quế cổng chụp hình rồi. Trước khu đài nội đó mấy. Rồi mấy cái nhà xung quanh này chắc mắc lắm ha. Đúng không? Nhà này là nhà ngày xưa, mấy nhà này có giá trị lắm. Chúng ta đã đi hết một vòng đại nội Huế rồi quý vị. Bây giờ mình đi ra khỏi thành đó. Đó, giờ mình đi ra khỏi thành nha mọi người. Em đã thoát ra khỏi lãnh cung rồi nha. Giờ về khách sạn ngủ.